Tiếp theo chúng ta đến một cái mạch nữa, ở đây người ta gọi cái mạch này thì giống hệt cái mạch nhân của hoặc là cái mạch cộng kết hợp của chúng ta thôi. Còn nó là cái mạch nào thì tùy từng sơ đồ chúng ta sẽ được hiểu sâu và hiểu kỹ hơn. Cái mạch này có thể được áp dụng theo hai nguyên lý để chúng ta quá trình sửa chữa trong laptop để chúng ta phân tích. Một, nó có thể là khi các bạn nhìn hình này, một là nó có thể là mạch so khuếch đại thuật toán, có nghĩa là có hai điện áp được đưa vào ngõ vào, một là anh Đàm Minh Hưng, hai là cô bé xinh xinh, thì nó sẽ khuếch đại ra một cái điện áp mà cao hơn hai này, có nghĩa là lúc lấy đẻ ra một đứa trẻ con mà cân nặng của hai này sẽ không bằng đứa trẻ con này. Thì đây là có một cái mạch người ta gọi là mạch khuếch đại thuật toán. Thì cái mạch này là sẽ áp dụng cho cái con IC như sau, ví dụ là LM324 hoặc là LM358. Và cũng có một cái mạch như này, và các bạn sẽ nhìn thấy ở con NM393 thì người ta gọi là cái mạch so sánh. Có nghĩa là chỉ khi nào có anh Đàm Minh Hưng thì ngay tức khắc mới có đứa trẻ, vì không có anh Đàm Minh Hưng thì cô gái này chỉ có đứng đó mà chờ thôi, không tạo làm sao tạo ra một đứa trẻ con. Vì ngày xưa lúc mới có thì nó chưa có cái hệ thống nhân tạo nên không tạo ra được cho chúng ta cái đáp số là một đứa trẻ có mắt tròn xoe. Thì cái này nó sẽ áp dụng cho chúng ta với IC thuật toán, IC LM393. Còn đứa trẻ này cân nặng bao nhiêu, có cao to bằng ở đây hay không, có cải thiện được giống nòi hay không, thì nó sẽ phụ thuộc vào một cái khái niệm nữa, đó là điện áp cấp vào ngõ ao, hay được gọi là điện áp định thiên vào đây. Có nghĩa là đủ dữ kiện đầu ra ở đây thì muốn điện áp ra ở đây bao nhiêu thì là phụ thuộc vào cái điện áp chúng ta cấp vào đây là 5V, ví dụ cấp vào đây là bao nhiêu V. Ví dụ chúng ta cấp vào 5V thì cái mạch này nó sẽ giữ lại cho chúng ta một cái trạng thái là 5V. Chúng ta cấp vào đây là 12V, nó giữ lại 12V. Đấy chính là cái khái niệm của IC so sánh NM393. Chúng ta hiểu nguyên lý để chúng ta biết trong quá trình sửa chữa. Nhưng ở phần IC so sánh này thì các bạn cần để ý để nó lấy cái gì để so sánh với cái gì. Nó lấy cái gì để so sánh với cái gì thì các bạn phải nhớ để mà chúng ta biết để chúng ta sửa. Ví dụ ở đại đa số IC so sánh sẽ lấy chân mẫu, có nghĩa là lấy cái chân để đem ra so sánh là chân âm. Ví dụ cái điều kiện tuyển chồng của cô gái này phải cao khoảng ít nhất phải là lùn hơn anh Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà giàu bằng anh Đàm Vĩnh Hưng thì nó mới cho ra thằng con trai. Thì nếu mà tính về số học thì nó chỉ tính như này: nếu tôi cấp vào đây một điện áp 3,3V thì ông Đàm Vĩnh Hưng này ít nhất phải có cái chiều cao là 3,3 và ít nhất phải có 3 tỷ thì ngay tức khắc sẽ có một thằng bé tòi ra. Còn ông này có đi vào nhưng mà ông này nhỏ con và ít tiền thì các bạn sẽ không thấy đứa bé ở đâu. Đấy là điều để các bạn hiểu là về vấn đề của ICLM339. Còn đứa bé này nó luôn luôn nằm đây rồi, còn nó có ra được hay không, nó có chui ra được hay không, và nó có sống sót sau khi hai người này kết hợp với nhau hay không thì chính là do cái ông Đàm Vĩnh Hưng này đủ tiền và đủ giàu có hay là đủ chiều cao hay không. Còn cô bé này thì luôn luôn sinh rồi, luôn luôn để ở trạng thái như này rồi và luôn luôn bằng 3,3V rồi. Cái đấy thì chúng ta không bàn nữa, và chúng ta nhớ cho tôi và cho mình một cái mấu chốt như này: điện áp ao ở chân da thì phụ thuộc vào điện áp cấp vào đó, và người ta sẽ 90% đến 99% người ta sẽ dùng chân lấy mẫu là một cô gái xinh xắn áp vào ngõ dương, có nghĩa là áp chuẩn một cái điện áp ở chân âm. Áp vào ngõ âm, có nghĩa là áp chuẩn một cái điện áp chân âm. Còn chân dương sẽ dùng để so sánh với đây, có nghĩa là cô gái này sẽ đặt ra điều kiện để lấy chồng, còn ông này chỉ có đáp ứng điều kiện thì mới ra được đứa trẻ. Còn ông không đáp ứng thì ông cứ đứng đấy, không làm gì được, kể cả cô này đã hết thể hệt đó rồi. Rồi, hiểu về cái mạch này chưa? Các bạn đã hiểu về ba con IC rất phổ cập trong laptop chưa? Đó là LM324 và LM358 và LM393, và cái sự khác biệt giữa hai con ba con IC này. Tại sao ở đây lại có một cái dấu gạch ngang? Thì không đơn giản mình đè một cái dấu gạch ngang đây. Hai ở đây có một dấu phẩy, có nghĩa là hai con IC này tương đương với nhau. Tất nhiên là để cố tình độ thì cũng độ được, nhưng mà nó quá phổ cập chẳng dạy độ làm gì. Bới đâu chẳng ra em nó, nên việc gì phải lai cấy làm gì cho phức tạp. Còn con NM393 thì một mình nó một kiểu. Các bạn nhớ 324 và 358 thì sẽ được khuếch đại lên, hai ông này kết hợp với nhau thì sẽ ra một thằng bé kiểu gì cũng to mắt thô lố. Vì các bạn nhìn thấy đây, hai con mắt rất nhỏ thì kiểu gì cũng ra thằng bé mắt to hơn cả bố lẫn mẹ. Đấy là điều hiển nhiên. Còn khi có ông LM393 thì kiểu gì ông Đàm Vĩnh Hưng này phải đáp đủ điều kiện của cô gái thì mới ra một đứa trẻ.
Còn đứa trẻ cân nặng bao nhiêu thì chính là do người ta đã xếp sẵn vào đây một cái điện áp rồi. Thì các bạn nhớ cho mình, để các bạn khi mà nhìn thấy con NM339 thì còn biết được là đo áp ở đấy nó bao nhiêu. Nhìn thấy con NM324 thì các bạn ứng chừng được áp ở đó là bao nhiêu, thuận tiện cho các bạn trong quá trình sửa chữa. Những ví dụ này có thể không hợp với một số người, nhưng mà những ví dụ này sẽ làm cho các bạn nhớ được kiến thức. Vì tất cả chúng ta đều không được đào tạo điện tử cơ bản nguyên lý và cơ bản ngay từ đầu. Các bạn không thể bới và không thể ăn cắp một cái kiến thức của người khác mà người ta được đào tạo từ trường lớp ra với cái thời gian khoảng là ít nhất ngắn nhất của trung cấp là 2 năm và đại học là 5 năm. Các bạn không thể nhanh chóng mà cướp của người ta về là của mình được. Thì tốt nhất là theo mình là cứ ví von ra những cái gì có nó có xấu xa thì miễn làm sao mình nhớ được và mình nhồi vào đầu mình được nhanh nhất để mình thu hồi vốn trả cho lâu hai sớm nhất là được. Đấy là điều mình mong muốn. Còn những ví dụ này nếu mà không vừa mắt hai thì cũng thông cảm. Rồi tiếp theo chúng ta đi tiếp đến hình nữa. Rồi đây nhá, cái hình này